Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 27 tháng 4 Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ năm ngày 28 tháng 4 rồi Và như các bạn thấy trên màn hình hôm nay thường có rất nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn Những cái tháp nhiều vô số kể luôn thường sẽ cố gắng sắp xếp những cái thông tin này một cách nó lo chứ một chút đi các bạn dễ theo dõi hơn Cũng như hôm qua đó thường sẽ Hy vọng là có thời gian chia sẻ hết những cái thông tin này với các bạn và truyền đạt một số những cái suy nghĩ cá nhân với các bạn. Nhưng mà trước hết á nhìn vào giá cả thì chúng ta đã thấy giá BTC hôm nay đó thì cũng đã có cái sự tiến triển đỡ hơn một chút các bạn thấy được là bây giờ giá BTC đó là 39.385 Bitcoin tối hôm qua đó đi xuống tới cái mức là 37.305 thì cũng nhiều bạn rất là sợ à, Ngày hôm qua và thường cũng đã chia sẻ rất nhiều thông tin với các bạn rồi Hôm nay thì à, tình hình nó đã đỡ hơn một chút Và tại sao thường sẽ chia sẻ với các bạn Và nhiều bạn cũng có thể đoán được là chủ yếu là cái sự ảnh hưởng đến từ thị trường tài chính truyền thống Chứ không phải là những thông tin chi riêng trong thị trường crypto này và chúng ta có thể nhìn vào những cái tài liệu như là chúng ta thấy được là thị trường nói chung hôm nay đó thì cũng xanh là một chút, không có xanh đậm lắm nhưng mà cũng là một cái sự hồi phục và chúng ta có thể nhìn vào những đồng lớn đó để đồng refresh con Thì các bạn thấy được là hôm nay BTC hồi phục lại nhẹ cũng không có tăng nhiều, chỉ có hồi phục lại 2,7% mà thôi so với cái mức giá giờ này ngày hôm qua. Ethereum thì cũng tương tự, tăng 2,1% trong vòng 24 giờ qua chúng ta thấy những đồng khác đó như là BNB thì không có sự tăng trưởng nhiều, hầu đi hàng ngang, XRP cũng vậy, Solana thì tăng phần trăm cũng tương tự, Terra thì tăng 1,7%, uh, Cardano thì đi hàng ngang, Polkadot cũng như vậy và Avalanche cũng như vậy, Dogecoin cũng như vậy. Đặc biệt là chúng ta nhìn vào một tuần qua đó thì đương nhiên phần lớn vẫn là số âm, phần lớn vẫn là màu đỏ ở trên thị trường như các bạn thấy. Và chúng ta có thể nhìn vào một cái thuyết thường chia sẻ Thì thường nói nói với các bạn đó là ba hôm trước các bạn buồn hai hôm trước các bạn vui Hôm qua các bạn buồn trở lại Hôm nay thì các bạn lại vui trở lại Thì theo y học đây là chứng bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực Hoặc là bạn đang đầu tư crypto Tùy theo các bạn nghĩ sao mà thôi Thường chỉ nói vậy các bạn mà thôi Hy vọng các bạn relax một chút Tại vì chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin uh, mà thường muốn chia sẻ đó Chúng ta sẽ nói trước hết là thị trường tài chính ngày hôm nay ra sao Thì chúng ta cũng đã thấy rồi thị trường tài chính ngày hôm nay đó thì chỉ số Dow Jones và S&P 500 Tuy là xanh nhưng mà không có cái sự tiến triển nhiều Chúng ta được là tăng chỉ có là 0.19 và S&P tăng 0.21 sau khi đi xuống mạnh ngày hôm qua Nasdaq thì hôm nay hầu như là đi hàng ngang luôn Các bạn thấy được là kết thúc là âm 0.01% và chúng ta có thể nhìn vào pre-market bây giờ thì đỡ hơn một chút Nhất là chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq Future đó Hợp đồng tương lai của chỉ số Nasdaq bây giờ là tăng 1,35% Đây là cái chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ trong đó Và tới bây giờ thường mọi nghĩ là nhiều người trong thị trường tài chính truyền thống đó không biết vì một lý do gì Họ xem thị trường crypto nói chung nó như là một thị trường cổ phiếu công nghệ và cái sự tương quan giữa Nasdaq và giá BTC đó đang tăng cao hiện bây giờ, cho nên cái sự lên xuống thì cũng là như vậy mà thôi. Chúng ta thấy được là hôm nay, tuy là kết thúc đó chỉ số Nasdaq đi hàng ngang, nhưng mà BTC cũng có cái sự tăng trưởng trở lại và bây giờ đó chỉ số Nasdaq future thì tăng 1,33%, thì BTC bây giờ cũng đang có cái sự hồi phục nhẹ lại và chỉ số S&P future và Dow future cũng tăng nhẹ như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và chúng ta nhìn vào à, dầu đi thì dầu hôm nay đi xuống thêm một chút Các bạn thấy được là dầu bây giờ ở mức cũng là cao đó 100 đô 70 cent cho một thùng dầu Đây là cái giá hợp đồng hiện tại Để chúng ta thấy được là giá này so với là ngày hôm qua thì cũng đã xuống 1,36% rồi Vàng thì ra sao? Vàng thì lại tiếp tục xuống thêm nữa Chúng ta thấy là ngày hôm nay đó vàng xuống 0,27% Bây giờ đã dưới 1.900 đô rồi Ở mức là 1.883 đô cho một ounce vàng Đây là cái giá hợp đồng hiện tại công crypto chúng ta cũng đã biết rồi sẽ không có lặp lại ở đây thì hôm nay đó có những cái thông tin gì chúng ta cần phải quan tâm đến và phần lớn là những thông tin đến từ thị trường tài chính nói chung nhưng mà thường cũng sẽ chuyển qua để mà chia sẻ một số những cái tâm lý thị trường hiện tại với các bạn để các bạn có thể nắm được thêm tài liệu thì trước hết đó, là công ty lớn ngày hôm nay mà đưa ra thông báo quý 1 là thu nhập ra sao? Đó chính là công ty Facebook hay bây giờ đổi tên là Meta. Thì công ty Facebook thu nhập ra sao? Thì thu nhập của Facebook nói chung là cũng coi như là tạm ổn, cũng không phải là xấu mà cũng không phải là tốt. Chúng ta thì là tùy theo chúng ta nhìn vào cái góc cạnh nào. Như là chúng ta thấy được là cái chỉ số earning per share, đó có nghĩa là thu nhập tính theo từng cổ phần đó thì cao hơn là kỳ vọng những nhà đầu tư 2,72 so với lại 2,56 thì cái này là tốt nhưng mà ngược lại đó thì tổng doanh thu lại thấp hơn là kỳ vọng một chút các bạn thì tổng doanh thu đó thì thấp hơn những nhà đầu tư mong đợi à, tổng doanh thu ra là 27,91 tỷ so với lại kỳ vọng là 28,2 tỷ thì coi như là thấp hơn à, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái số lượng người sử dụng thường xuyên hàng ngày ra thì cao hơn một ít thì coi như cũng đi hàng ngang mà thôi nhưng mà nói chung cũng cao hơn là 1,96 tỷ người à, so với lại 1,95 tỷ người mà kỳ vọng thì coi như cũng cao hơn nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn vào cái số lượng người sử dụng thường xuyên hàng tháng nó lại thấp hơn 2,94 so với lại 2,97 kỳ vọng và chúng ta thấy được là cái thu nhập tính theo mỗi một user đó thì cao một chút 9,54 so với 9,5 thì nói chung đó, đối với lại Facebook đây cũng không phải là một cây quý tốt đâu Nhưng mà cũng không có tệ như là nhiều nhà đầu tư nghĩ Thì lý do tại sao mà chúng ta thấy được là cái sự tăng trưởng đó không như kỳ vọng Ở công ty Facebook hay là công ty Meta Thì ngay cả Mark Zuckerberg ngày hôm nay đó Thì trong cái cuộc họp cổ đông đó khi mà chia sẻ về thu nhập đó thì cũng đã nói là Lý do thì có một số lý do Thứ nhất đó là gần đây có cái phong trào là mọi người thích xem những cái video ngắn hơn Giống như là cái sự trỗi dị của công ty TikTok đó thì tôi biết nhiều bạn có thể rất thích xem những cái video ngắn nhưng mà những video ngắn đó thì không có đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty như là công ty Facebook tại vì quảng cáo chỉ những cái video ngắn đó thì cái giá tiền nó sẽ thấp hơn dẫn đến là thu nhập thấp xuống đó là à, cái điều đầu tiên được nói đến điều thứ nhì được nói đến đó chính là cái vấn đề về thu thập những tài liệu cá nhân khi các bạn sử dụng Apple đó các bạn cũng đã biết là gần đây thì Apple đã ra cái quyết định là sẽ không có cho những người mà tạo những cái ứng dụng ở trên mạng lưới apple đó thu thập những cái tài liệu tư nhân ngoại trừ là các bạn cho phép họ thu thập dẫn đến là công ty facebook là một công ty mà họ sống dựa vào bán quảng cáo khi mà các bạn sử dụng ứng dụng của họ nhưng mà bây giờ họ lại không có thu thập được những cái thông tin cá nhân nếu các bạn không cho phép họ thu thập thì sẽ dẫn đến là quảng cáo không hiệu quả cũng dẫn đến là thu nhập thấp xuống và thứ ba nữa đó là sau khi mà dịch bệnh bùng nổ đó thì nhiều người thích mua đồ online nhưng mà bây giờ đó mọi thứ đã trở thành một cái bình thường mới rồi người ta cũng đã đi ra ngoài nhiều hơn không có mua đồ nhiều trên mạng như là cách đây một hai năm nữa cũng dẫn đến là đương nhiên ít người mua đồ trên mạng hơn thì sẽ ít quảng cáo cho những cái cửa hàng trên mạng dẫn đến thu nhập thấp đến và đó là điều thứ ba được nói đến bởi công ty Facebook và thứ tư đó là họ đương nhiên nói đến là cái sự ảnh hưởng cũng có từ chiến tranh giữa Nga và Ukraine tại vì vì cái lý do đó dẫn đến là họ không có bán quảng cáo ở Nga và ở Ukraine à, khiến cho thu nhập cũng bị ảnh hưởng đây là bốn điều được nói tới bởi Mark Zuckerberg à, dẫn đến là cái sự tăng trưởng không như là kỳ vọng và chúng ta có thể thấy được là cổ phiếu của công ty Facebook đó thì trước khi mà đóng cửa ngày hôm nay đó thì hôm nay cũng xuống 3,32% nhưng mà sau khi mà thông báo kết quả của quý 1 sau khi đóng cửa đó thì có thể là nhiều nhà đầu tư nghĩ là cái kết quả này cũng không có tệ như là họ tưởng và cổ phiếu của Meda cũng đã có cái sự tăng trưởng trở lại là 18,33% after hour như là sau giờ đóng cửa nhưng mà các bạn nên biết đó là cổ phiếu của Facebook cũng coi như là bị vui dập cũng khá là lâu rồi chúng ta thấy được là sau khi mà dịch bệnh bùng nổ đó tháng 3 năm 2020 đây là cái thời điểm là những công ty công nghệ đó có cái sự tăng trưởng và lập đỉnh mới rất là cao luôn chúng ta nói tới PayPal chúng ta nói tới Meda chúng ta nói tới nhiều công ty tương tự nhưng mà không chỉ riêng là những công ty công nghệ đâu chúng ta thấy được là giá của Bitcoin và crypto cũng từ đó mà có cái sự tăng trưởng nhưng mà ngược lại đây chúng ta thấy được là giá của Facebook đó, thì cổ phiếu này sau khi mà đạt cây đỉnh đó, là khoảng chừng 378 đô tháng 9 của năm 2021 thì đã đi xuống liên tục và hầu như đó đã gần như muốn trở lại cái thời điểm hồi tháng 4 tháng 5 của năm 2020 coi như là muốn trả hết những cái sự tăng trưởng trong vòng 2 năm vừa qua và thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn nhiều người thì thường hay so sánh một cách đơn giản là Bitcoin đó thì tăng trưởng cũng nhờ những cổ phiếu công nghệ tăng trưởng năm 2020 nhưng mà không phải đơn giản như vậy Những cái cổ phiếu đó nó như là Netflix, như là Meta như là PayPal thì bây giờ hầu như đã trả trở về thời điểm của tháng 3 năm 2020 Xem như là chưa hề có cái sự tăng trưởng trong dòng 2 năm qua Nhưng mà các bạn đã nhớ lúc đó giá BTC đó là chỉ có 4.000 đô mà thôi Mà bây giờ giá BTC đó mặc dù đã đi xuống từ cái mức cao là 69.000 Vẫn xoay quanh cái mức là khoảng chừng 40.000 đô Có nghĩa là vẫn tăng 10 lần so với lại cái giá hồi tháng 3 năm 2020 cho thấy được là BTC vẫn giữ giá được rất là tốt và đây cũng cho các bạn thấy được là cái sức mạnh giữ giá của BTC ở thời điểm này nhưng mà thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà đây là cái thông tin coi như là lớn nhất liên quan tới thu nhập quý 1 mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ là một cái dự án có tên là DEIP mà thường cũng đã từng đề cập đến trong một cái video gần đây và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay thì DEIP đó là một cái dự án xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng phi tập trung cho các nhà sáng tạo có thể xây dựng trên đó đó các nền kinh tế thì DEIP bao gồm thứ nhất đó là Creator Economy Protocol Đây là một cái giao thức đa chuỗi dành cho các nhà sáng tạo mã hóa và quản trị các tài sản của nền kinh tế Có đi hiểu đó là khởi tạo các dự án mới bằng cách modern mà DEIP đã tạo sẵn cho bạn Thay vì chúng ta vẫn thấy các team đó đang tự xây dựng các dự án như là hiện nay Thứ hai đó là Web3 Constructor. Đây là một cái modem mã nguồn mở mà nền tảng DEIP đã cho phép những người sáng tạo có thể tạo ra hệ sinh thái hay các nền kinh tế mà có thể gọi chung đó là các dự án hay là các đáp mà không cần biết code hay là lập trình. Cũng giống như là WordPress vậy, họ xây dựng đưa ra các modem mà những người mà không cần biết lập trình cũng có thể xây dựng một website hoàn thiện. Thì ở đây đó ý nghĩa của modem Web3 Constructor này là như vậy nó sẽ giúp các nhà phát triển xây dựng các đáp nhanh hơn bao gồm các tính năng cơ bản từ TGE nghĩa là phát hành token đến chiến dịch kê quỹ hay là quản trị DAO và thứ ba đó thì DEIP Network đóng vai trò là lớp nền tảng tạo đáp được xây dựng dựa trên framework Substrate 3.0 DEIP đã triển khai một số giao thức cần thiết cho các nhà phát triển tạo nền kinh tế thành công trên blockchain bao gồm giao thức cốt lõi Core Protocol Creator Economy Protocol và các lớp khác được xây dựng bên trên chẳng hạn như giao thức Collective Intelligence, giao thức thanh khoản tự động, Dynamic Liquidity và các giao thức khác. DEIP cũng là một phần của hệ sinh thái Near Octopus. DEIP được kết nối với Near thông qua một giao thức chuỗi chuyển tiếp được gọi là mạng Octopus cho phép hợp tác giữa các hệ sinh thái này. Vì mục đích tích hợp đó thì DEIP đã trở thành một chuỗi ứng dụng, một chuỗi khối độc lập được xây dựng cho một ứng dụng cụ thể ở trên mạng của Octopus. Và tất cả các nội dung được phát hành trong mạng DEIP đó là được bắt cầu đến Near. Octopus đưa ra các dự án của mình đến mạng DEIP và người dùng DEIP. Ngoài ra đó thì các nền tảng được kết nối cho phép người dùng DEIP truy cập vào toàn bộ môi trường và dự án NEAR chẳng hạn như môi trường DeFi, NFT DAO, vân vân. IDO token DEIP trên Skyward Finance hiện bây giờ đang diễn ra và đã sắp kết thúc. Nhưng mà nào có thú đó thì có thể tìm hiểu các tài liệu của các dự án và có thể tham gia. Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm đó thì có thể xem hướng dẫn tham gia IDO DEIP trên Skyward Finance trong đường link bên dưới và hiểu cách đấu giá của Skyward Finance. Ngoài ra đó, tất cả người tham gia sẽ nhận được một phần của đợt Airdrop Octopus Network tổng trị giá là 200.000 đô token OCT. Như thường lệ, tôi sẽ để các tài liệu trong phần mô tả phía dưới video để các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, DEIP. Một thông tin khác nữa đó là có một số bạn hỏi thuận là tại sao mà bây giờ cổ phiếu Twitter đó vẫn thấy là đang giao dịch vậy. À, không phải là Elon Musk đã mua lại Twitter rồi hay là sao và sau khi mua lại đó Twitter sẽ trở thành một cái công ty tư nhân thì có hai câu hỏi à, mà một số bạn hỏi thuận thứ nhất đó là công ty Twitter nếu như mà nói là sau này Elon Musk mua trở thành công ty tư nhân thì bây giờ ra công ty Twitter là công ty như thế nào thì có thể là nhiều bạn không có hiểu cái cách sử dụng từ ngữ ở đây là chúng ta nói tới đó Twitter bây giờ là một cái công ty trên sàn chứng khoán ở Mỹ đó thì họ gọi là public company như là công ty mà người quần chúng có thể đầu tư được, có nghĩa là công ty công cộng đó thì Twitter bây giờ là công ty như vậy, các bạn có thể mua cổ phiếu của Twitter thông qua bất cứ một cái ứng dụng cổ phiếu nào. À, nhưng mà sau khi mà Twitter trở thành một công ty tư nhân mà không còn trên sàn chứng khoán nữa đó, thì các bạn muốn mua thì phải được sự chấp nhận của công ty các bạn mới có thể mua được. Đó là cái sự khác biệt. Cho tới bây giờ đó, điều mà các bạn nên hiểu là chúng ta nhận được thông tin là công ty Twitter hồi thứ hai đã đồng ý bán cho Elon Musk đây là cái sự đồng ý bán mà thôi hai bên cũng đã ký cái hợp đồng là công ty Twitter sẽ không đi tìm kiếm một người khác mua công ty của họ nhưng mà cũng chưa hẳn là cái điều này đã thành công Elon Musk vẫn phải trả tiền thì mới mua được công ty chứ thì đương nhiên sau khi ký hợp đồng thì cái bước kế tiếp là cần phải đi kiếm cái số tiền 44 tỷ đó để mà giao cho công ty Twitter rồi sau đó phân chia cho những cái cổ đông cái này đã cần phải có thời gian chứ không phải là trong vòng một hai ngày là sẽ làm xong đâu và cho đến bây giờ đó thì nhiều người vẫn đang suy nghĩ là Elon Musk sẽ sử dụng cái số tiền như thế nào để trả 44 tỷ này thì chúng ta cũng đã biết là Elon Musk có thể làm mượn khoảng chừng phân nửa Phần nửa còn lại đó thì sẽ chắc là phải chia cái phần trăm cổ phần của công ty cho một công ty nào đó để cho vay cái phần còn lại thường cũng không có rõ đây tại vì cho đến bây giờ Elon Musk vẫn chưa có chia sẻ rõ ràng là những công ty nào sẽ hỗ trợ Elon Musk chỉ biết là Elon Musk nói là đã có hai công ty sẽ cung cấp đủ cái số tiền 44 tỷ này à, và điều này có phải là Elon Musk cần phải giao cổ phần Tesla để làm thế chấp để mượn hay là không chúng ta thật sự vẫn chưa có rõ những cái thông tin này nhưng mà bây giờ đó dựa theo hợp đồng thì nếu như mà Elon Musk không có trả nổi 44 tỷ này đó, theo cái hợp đồng đó thì Elon Musk vẫn nợ công ty Twitter là một tỷ đô la tại vì bể hợp đồng và ngược lại nếu mà công ty Twitter đó tuy là trong hợp đồng là họ không thể uh, ra ngoài mà rao bán công ty nữa nhưng mà nếu như có một người nào đó giống như là chúng ta thấy được là công ty Google hay là công ty Meta ngày mai đó muốn mua lại công ty Twitter họ vẫn có quyền để mà nạp đơn ra giá để mua lại Twitter và hội đồng quản trị của Twitter đó theo luật thì vẫn phải xem xét coi là cái mức giá đó có tốt cho những cổ đông hay là không ở điều này tôi nghĩ là khả năng rất là thấp luôn tại vì Twitter cái tuần qua cũng không có ai nói là muốn mua ngoại trừ Elon Musk tại vì công ty Twitter là một công ty mà đâu có kiếm ra tiền đâu vì lý do đó khả năng này cũng rất là thấp tôi nghĩ là cho đến bây giờ đó đã... vấn đề là thời gian mà thôi tại vì trên căn bản Elon Musk sao mà không có 44 tỷ được có thể là bán Tesla cổ phiếu cũng có thể là có được cái số tiền này tuy là số tiền lớn là một phần ba tài sản của Elon Musk nhưng mà trên căn bản nếu Elon Musk muốn có thì vẫn có được mà thôi tôi nghĩ là vấn đề là thời gian thôi đây là cái thông tin cập nhật mới nhất liên quan đến Twitter và muốn trả lời một số những câu hỏi của các bạn tại sao cổ phiếu vẫn di chuyển trên thị trường bây giờ? Tại vì trên căn bản đó vẫn chưa có hoàn tất cái việc thu mua này. Nhưng mà cái điều lớn hơn nữa đó là các bạn thấy là hôm nay tuy là chúng ta thấy có cái sự hồi phục là một chút nhưng mà nói chung đó, thì cái sự lo lắng trên thị trường vẫn là như vậy vẫn liên quan đến lạm phát tăng lãi suất và chúng ta thấy được là tuần sau đó là chúng ta sẽ thấy fed lại hợp cho tháng 5 và chúng ta lại tiếp tục chờ đợi xem fed sẽ tăng lãi suất ra sao câu hỏi bây giờ là không phải fed có tăng lãi suất hay là không câu hỏi là fed cục quản lý dự trữ liên bang của hoa kỳ sẽ tăng lãi suất bao nhiêu đó mới là câu hỏi bây giờ nhưng mà trên căn bản chúng ta thấy được là hôm nay lại có thêm một ngân hàng nữa đó là bây giờ lại tiếp tục nói với mọi người là chúng ta sắp sửa đối đầu với một khủng hoảng tài chính đó là ngân hàng Deutsche Bank. Thì tuy là ngân hàng Deutsche Bank là ngân hàng mới nhất loan tin là chúng ta sắp sửa đối đầu với một cái cuộc khủng hoảng tài chính nhưng mà đương nhiên đây không phải là ngân hàng duy nhất đâu các bạn thấy được là trong vòng mấy tháng qua đó, trong vòng khoảng chừng là hai tháng đổ lại chúng ta nghe nói tới rất nhiều những ngân hàng chúng ta đã thấy được là ngân hàng Goldman Sachs à, nói là chúng ta có khả năng là đối đầu với cuộc khủng hoảng tài chính và 35% là khả năng đó là có trong vòng 2 năm tới là sẽ có một cuộc khủng hoảng tài chính chúng ta thấy được là UPS Global ông management cũng nói tương tự à, chúng ta nói là chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần cho một cái cuộc khủng quản tài chính đến từ tăng lãi suất trước đó nữa chúng ta cũng nghe nói là ngân hàng JP Morgan cũng nói tài liệu tương tự chúng ta nói là Bank of America cũng có tài liệu tương tự nói chung thì những ngân hàng lớn những công ty tài chính thì hầu như công ty nào cũng nói tương tự là chúng ta nên chuẩn bị là khả năng thôi chứ không phải là chắc chắn khả năng sẽ có một cuộc khủng quản tài chính tại vì sao tại vì tất cả ngân hàng này đó đều dựa trên cái tài liệu là Fed sẽ không có hạ cánh an toàn đâu Hạ cánh an toàn nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà dịch bệnh bùng nổ đó thì Fed giảm lại sức xuống Các bạn nên nhớ là giảm xuống còn 0 tới 0,25% và khi mà làm điều đó đó đương nhiên chúng ta sẽ tạo ra nhiều nguồn tiền rẻ tại vì lúc đó đó mượn tiền rẻ thì người dân mượn tiền họ có thể mượn tiền để À, mua này mua kia họ có thể mượn tiền mua xe mua nhà dẫn đến là chúng ta thấy được là cái số lượng tiền rẻ đó, đó đi vào trong thị trường sẽ dẫn đến là tất cả hàng hóa nó cũng sẽ tăng lên theo thời gian cũng như là những cái tài sản cũng sẽ tăng lên và dẫn đến là lạm phát như chúng ta nói tới bây giờ. Bây giờ chúng ta nói tới lạm phát hầu như là chúng ta nghe hàng ngày trên những cái đài truyền hình như mà hồi năm 2020 đó khi mà Thuận chia sẻ thì lúc đó hầu như là có nhiều người cũng không có tin là sẽ có lạm phát cao khi mà chúng ta có những cái gói hỗ trợ đâu như người nói là cái gói hỗ trợ đó, đó sẽ không dẫn đến lạm phát đâu tại vì chính phủ có thể là thu tiền thuế và điều này sẽ không dẫn đến lạm phát đâu nhưng mà tôi nó chia sẻ là không phải đâu cái số tiền mà các bạn nghe nói tới ngân hàng trung ương của hoa kỳ ngân hàng trung ương của nước anh ngân hàng trung ương của châu âu ngân hàng trung ương ở nhật bản ở trung quốc vân vân tất cả cái số tiền đó đó đều là in ra chứ không phải là có sẵn đâu trên trang bản đây những quốc gia còn đang nợ nên mà làm gì mà họ có tiền để có sẵn chuẩn bị sẵn cho những cái như là dịch bệnh xảy ra đâu cho nên nó nhiều người cho là Fed tuy đó là Fed đang cố gắng để có một cuộc hạ cánh an toàn nghĩa là sẽ tăng lãi suất lên để cho nền kinh tế nó nguội lại một chút phần trăm lạm phát có thể ngưng tăng trưởng nhưng mà sẽ không dẫn đến khủng hoảng tài chính đây là một cách làm cực kỳ khó khăn và nhiều người cho là Fed sẽ không có thể làm được điều này cho nên Fed có thể là ra một cái quyết định dẫn đến là khủng hoảng tài chính xảy ra tại vì cứ tăng lãi suất À, thì sẽ dẫn đến là nguồn tiền nó, nó bị thu hẹp lại, vay mượn khó khăn hơn, nền kinh tế nguội lại thì người dân có thể là sẽ à, khó khăn trong việc tìm kiếm công an việc làm không như là bây giờ, cho nên điều này có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính. Đây là cái điều mà những ngân hàng thường hay nói đến. Tại sao lại quan tâm đến Fed nói gì? Tại vì Fed có quyết định như thế nào liên quan đến lãi suất sẽ có cái sự ảnh hưởng trực tiếp đối với khung quản tài chính hay là không à, và các bạn có thể biết là chủ tịch John Powell bây giờ đó là một người mà rất là thần tượng Paul Volcker. Paul Volcker là một trong những người mà năm 1980 đó lúc đó cũng là chủ tịch Fed ở thời điểm đó à, đã ra quyết định tăng lãi suất rất là nhanh khiến cho khủng hoảng tài chính xảy ra ở thời điểm đó nhưng mà cuối cùng cũng đã quản lý được phần trăm lạm phát nhưng mà cái trả giá đó là khủng hoảng tài chính Bây giờ đó thì những ngân hàng này thì dựa vào đó mà nói là Fed sẽ không có thành công đâu. Một, nếu như mà họ tiếp tục tăng lãi suất đó, thì cũng sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính. Hai, nếu họ không có tiếp tục tăng lãi suất đó, không quản lý được phần trăm lạm phát thì cũng sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính. Cho nên những ngân hàng này đều nói là cơ hội đó là một cơ hội rất là cao tại vì Fed sẽ không có thành công để mà có một hạ cánh an toàn đâu. Nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là khác những gì mà các bạn thường hay nghe